Ngày anh bán hơn 100 con. Ba món chủ yếu là gà thả vườn size lớn và cơm gà nướng gốc tư và cơm sườn que nướng. Quán bên anh bán là bán cạnh tranh về chất lượng nên không có cạnh tranh về giá. Nhìn con gà thịt nhiều, căng tròn là thấy ưng liền. Đứng ở chỗ lò nướng là mùi thơm tỏa ra nghi ngút luôn á, mà bụng đói kêu ọt ọt. Gà và sườn ở đây ngon vậy mà 20 tháng 10 anh chủ còn hào sảng tặng nhiều quà. Ngày 19 và 20 tháng 10, ngày tri ân phái đẹp, bên anh có chương trình giảm giá gà thả vườn size lớn là 210 anh giảm còn 160. Cơm gà gốc tư thì mua một dĩa cơm anh tặng lon coca. Sườn que nướng thì anh 360 anh còn giảm còn 300, tất cả khách hàng luôn, nam nữ đều được. Con gà bên anh là gà thả vườn size lớn nên anh lựa loại gà chất lượng tới khách hàng, và cái cách nướng bên anh nó cũng là mang một cái nét riêng. Anh cam kết là gà thả vườn 100%. Rồi anh có một loại gà công nghiệp nữa, anh có bán gà công nghiệp là gà đùi. Đùi để bán cơm một phần bên anh là 50.000, cái đó là gà công nghiệp. Bên anh là nướng qua sốt tới 2 lần sốt, 2 loại nước tắm. Loại nước để anh làm cho da gà nó giòn lên và một loại sốt gia truyền. Những loại sốt bên anh là những loại sốt thiên nhiên, không hóa chất. Cơm gà và cơm sườn ở đây người ta ăn nhiều lắm. Tại một phần như vậy đủ thịt, cơm, dưa leo. Cơm sườn có 36 mà tới 2 miếng sườn. Còn miếng gà thì to ơi là to. Sườn và gà ướp vị thấm, ăn cùng cơm đã lắm nha. Món ăn mà anh chủ tự tin nó đúng là khác biệt. Kiểu gà con to, thịt nhiều dày. Da thì giòn nhưng mà thịt vẫn mềm ngọt. Đặc biệt là thấm vị đặc trưng của tiệm, ăn ngon lắm nha. Món này ăn cùng cơm, bánh bao, cơm lam, bánh mì đều ổn hết. Và đây là tiệm gà Ga Quay, đọc giống như là gà quay á mọi người. Tiệm có nhiều chi nhánh mà bữa sau ăn ở Hậu Giang. Mọi người lưu lại rảnh đi ăn thử nha. Nghe nói tủy xương bò này 39, rẻ quá nên Sơn tới ăn. Mà thấy nhiều người chắc cũng vậy hay sao, mưa gió mà đông quá à. Mà khi tới đây mới phát hiện ra ở đây đang có combo bò mắm ruốc hai người ăn, được mời 2 ly hồng trà tắc mật ong và thêm một mẹt bắp bò hoa nữa đó. Thảo nào trời mưa gió ầm ầm mà tiệm vẫn đông rần rần. Quán có sữa chua tự làm, ăn rất là ngon nha. Với lại ở đây gia vị nè, ớt, chanh, nhất là cái hành tím ngâm á, được làm rất là chỉnh chu và thơm ngon. Mình có thể ăn bao nhiêu cũng được hết nha. Cục xương ống này bự thiệt chứ. Dù bên ngoài của nó cũng có thịt bò nữa nha. Nhưng mà Sơn ăn món này chủ yếu vị phần tủy bên trong này nè. Tủy bò thì nhiều nè, mềm và vị béo thơm. Ăn không thì cũng được. Hoặc là Sơn hay cho thêm xíu nước mắm vào, kèm với lại hành nữa là không bị ngán. Một cục to như này là 39. Ba cục này được mang ra trong thấu đá nên nóng rất là lâu nha. Ăn hết luôn mà không bị đóng mỡ. Tiệm này cũng nổi tiếng với món bún bò thấu đá. Và cái lẩu mắm ruốc ở đây cũng rất là ngon. Phần combo lẩu bò này giá gốc 410 giảm còn 339. Mà nhiều ghê á. Nếu mà nữ là phải 3-4 ngàn mới hết. Ngoài phần thịt bò và tàu hũ khăn lông truyền thống thì tháng 10 này khi đến ăn mình sẽ được thêm 2 ly hồng trà nè và thêm một cái mẹt bắp bò hoa. Bò ở đây Sơn thấy tươi nè, nước lẩu vị đậm đà. Khi ăn mọi người cho rau và bún vào nữa thì nước lẩu như vậy sẽ vừa vị nha. Nước chấm mắm ruốc của quán có vị đặc trưng, mặn mặn ngọt ngọt, thơm mùi mắm bắt vị. Bếp Đông Lập thì có tới 3 chi nhánh, mọi người xem cái nào gần nhà thì ghé ăn nha. Nước cốt dừa là chị làm mà là 100% là nước cốt dừa tươi nguyên chất hết luôn, không có pha bột béo hay là không có pha bất cứ một cái gì gọi là khác vô để cho tạo béo, toàn là cái vị béo của nước cốt dừa hết. Ở đây có nhiều loại bánh đậm chất miền Tây, tất cả các bánh của tiệm là do chính tiệm tự làm theo kiểu truyền thống xưa giờ, bởi vậy cái mùi thơm của bánh bốc ra xa thơm cả một đoạn hẻm dài. Tìm cái món này nhưng mà nó không có được cái khẩu vị với miền Tây của mình á, chị quyết định chị bán luôn để nó chuẩn cái vị miền Tây của mình để cho khách mà quê hương người ta sẽ là thích ăn hơn. Ở đây có chục loại bánh, mà bánh bò thốt nốt là món tên tuổi. Rồi còn có bánh bò lá dứa nè, bánh chuối nè, bánh bột bán, bánh da lợn, chuối xào dừa, bánh tằm bì, khoai mì, bánh la mít vân vân. Thì bán đây cũng được 3 năm rồi đó em. Giống như là mình bán ngon á, cái người này giới thiệu cho người kia. Cứ giống như là người Việt Nam mình ở bên nước ngoài á thì nhớ hương vị bánh hoặc cái giống như là ở bên đây mà có người chuẩn bị qua bển là người ta nhờ để mua đem qua bển nhiều. Nếu như quá nhiều loại bánh ở đây khiến cho cặp mắt của bạn muốn ăn hết tất cả, còn chiếc bụng nhỏ xinh của bạn thì không đủ chỗ chứa, thì hãy gọi một phần thập cẩm đi. Lạng một vòng, món nào thích thì gấp món đó. Mỗi món một chút xong rồi tất cả đem cân nha. Một lạng là 10k, bánh nào cũng vậy. Nhiều bạn ở xa thấy clip muốn ăn nhưng mà lười qua thì yên tâm nha, tại vì trên mấy cái ứng dụng gọi món ăn đều có hết, cứ tìm bánh bò thốt nốt Thu Phan là có. Còn bạn nào muốn qua ăn luôn cho nóng thì ở đây cũng có chỗ ngồi lại, khá là rộng và có view hẻm hay hay. Tóm lại chỗ này là bánh làm tại chỗ, bánh mới sạch sẽ, bánh ở đây có vị thơm ngon. Mọi người lưu lại nha, xế xế buồn miệng thì còn biết chỗ bánh ngon mà đặt về ăn nữa chứ.